Dạ, phụ kiện hầu như xin chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục cập nhật các sản phẩm mới bên shop của em nữa ha cả nhà ha. Thì hôm nay em sẽ lên rất là nhiều sản phẩm trong cái clip này luôn nha cả nhà. Đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Thì bên đồ gia dụng nè, bên các loại đèn kích điện ha, rồi mấy sản phẩm đầu bãi nhựt, rồi kim khí đầy kêu đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Kéo cắt cành từ giá thấp đến giá cao ha cả nhà ha. Mấy cái loại kìm kéo này kia, kìm rút dây điện. Nói chung là hôm nay em sẽ lên đầy đủ cho cả nhà mình luôn. Những cái sẻng sưu tầm ha, những sẻng gấp gọn cho mình nè. Dao kéo này kia đầy đủ cho em. Và hôm nay em sẽ lên cho cả nhà mình thêm mấy cái bình chữa cháy nha. Mấy bình chữa cháy đầy đủ cỡ cho cả nhà mình luôn ha. Thì cả nhà mình đi ngang qua kênh của em cho em xin một lượt like nha, một lượt đăng ký kênh trên shop phụ kiện hạng nhiên của em, để mỗi khi em có làm clip mà có những mặt hàng mới về đó, em sẽ làm clip gửi thông báo lên cho cả nhà mình cùng mua các sản phẩm bên em ha. Thì cái này cả nhà mình mua đơn hàng từ 250.000 đổ lên thì bên em sẽ free ship cho cả nhà mình toàn quốc luôn ha. Thì số điện thoại em có ghi trên màn hình đó cả nhà mình chịu khó mình điện thoại để bên em chốt đơn đóng hàng nhanh chóng cho cả nhà mình ha. Dạ rồi, thì em sẽ không mất thời gian của cả nhà mình, em sẽ lên chi tiết từng cái sản phẩm trong cái clip này cho cả nhà mình nha. Cả nhà mình xem clip em, cả nhà mình chịu khó mình xem cho nó dài cả nhà, để cả nhà mình đón được nhiều những sản phẩm mà em có giá ưu đãi cho cả nhà mình nha. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho cả nhà mình, em có về một số mặt hàng sưu tầm, mặt hàng để mình trưng bày nè, các loại mà loại bằng đồng hết cả nhà. Sản phẩm này của hàng bãi Nhật ha. Em có về cho cả nhà mình cái ấm bộ bình trà nè, bộ bình trà Nhật ha, và một cái bình đựng trà nè, rồi cốc cốc này là cốc mình để gạt thành thuốc ha cả nhà ha. Rồi hũ tâm bằng đồng luôn, chất liệu nó bằng đồng cho em ha, hàng bãi Nhật, có in made in Đài Băng phía dưới đáy bình luôn ha cả nhà ha. Rồi em sẽ lên chi tiết nha cả nhà. Dạ rồi, đầu tiên em lên cho cả nhà mình cái hũ ha, cái bình mình để mình đựng trà cho em nha. Cái này là bằng chất liệu bằng đồng ha, hoa văn nó in là hoa văn hình cá nè, nói chung là in những cái hoa văn chạm trổ rất là sắc sảo luôn ha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Ở bên đây cá nè, đây là dĩa trái cây nè ha. Hoa văn nói chung là nó rất là đẹp cho em ha. Phía dưới đáy bình nó có in cho chị mình chữ là made in Sabang cho em luôn nha. Hàng của made in Sabang. Chất liệu nó là bằng đồng cho em ha cả nhà ha. Thì cái bình trà này đựng rất là kín hơi nha cả nhà ha. Nó thiết kế theo cái kiểu là cái bên trong đó cả nhà, mình dặn á, mình dặn nên nó rất là kín hơi ha. Mình để trà đựng trà này kia đó mà nó không có đi trà nó không bị đi hơi nha. Thì rất là ok luôn ha. Chất liệu bằng đồng thao nha cả nhà. Đồng ha. Em hít nè cả nhà. Em dùng cũng hít nè, hít không hít được ha cả nhà ha. Nói chung chất liệu nó bằng đồng cho em nha cả nhà nha. Thì cái hũ trà này em đo kích thước cho cả nhà mình, để cả nhà mình khi mà nhận hàng cả nhà mình biết kích thước của nó ha cả nhà ha. Rồi em sẽ đo cái chiều cao của cái bình ha cả nhà ha. Chiều cao của cái bình thì từ nắp tới đáy bình nó là 18 ha, 18 cm nha cả nhà. 18 cm ha. Rồi cái đường kính của cái nắp nha, đường kính của cái nắp là 8.5 ha cả nhà ha. Đường kính của nắp 8.5 nha. Của đáy bình là 8.5 luôn ha. Còn cái đường kính của cái quành của nó là 12 ha, 12 nha. Dạ rồi, thì cái bình để mình đựng trà này em để cho cả nhà mình với giá là 295 ha cả nhà ha. Cái này cả nhà mình mua về đựng trà hoặc mình đựng những cái tùy cả nhà mình ha, muốn đựng gì nhiều thì mình đựng. Mình đựng trà cũng được ha. Giữ hơi rất là kín cho em luôn nha. Hoa văn rất là đẹp, chạm trổ rất là đẹp luôn ha. Rồi 295 nha cả nhà ha. Rồi thì đi kèm cái bình trà thì em có về cho cả nhà mình thêm những cái bộ trà ha, bộ tách trà nha. Thì một cái bộ như vậy nó gồm là một cái ấm trà nè, và 5 cái ly và một cái dĩa ha. Thì em có hai mẫu, một mẫu là cắt chạm trổ hình gồng phụng ha, bên gồng bên phụng, và một mẫu là mã đáo thành công. Thì cái tùy cả nhà mình lựa chọn ha. Nó tất cả nó là bằng đồng hết cho em luôn nha. Phía dưới đáy bình nó có in chữ cho mình là made in Japan luôn ha cả nhà ha. Made in Japan, hàng của Nhật cho em luôn ha, made in Japan, hàng bản Nhật cho em luôn. Thì cái sản phẩm bộ tách trà này em để cho cả nhà mình với giá là 450 ha. 450. Cả nhà mình mua trọn bộ bình này với cái hũ đựng trà này để trên bàn để mình tiếp khách, đãi khách là rất là đẹp ha, hoặc mình trưng bày cũng rất là ok luôn. Rồi tiếp theo em về thêm cho cả nhà mình cái mẫu là cái hũ đựng tâm nha, cũng là chất liệu bằng đồng cho em luôn ha. Hũ đựng tâm chất liệu bằng đồng luôn, hàng là hàng của Nhật cho em luôn ha. Thì cái lớp bên ngoài nó là bằng đồng nha, bên trong nó là chất liệu nhựa ha. Nó bọc phía ngoài bên đồng là đồng nha. Bên trong là nhựa ha, hũ đựng tâm nha. Mình nhấn ha, nhấn nút nha, rất là tiện luôn ha cả nhà ha. Chất liệu nó in chạm trổ rất là nổi luôn. Này mình trưng phong thủy cũng rất là ok cho cả nhà mình luôn ha. Nhà mình để trên bàn gỗ mình để những cái sản phẩm này rất là sang luôn nha cả nhà. Rồi thì cái hũ đựng tâm này em để cho cả nhà mình với giá là 150 ha cả nhà ha. Có phía dưới đáy bình này nó có hũ này có ghi chữ made in Japan cho em luôn nha cả nhà. Tất cả sản phẩm đều có khắc chữ made in Japan cho em luôn ha. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà mình cái sản phẩm là con cốc ha. Con cốc ngậm đồng tiền. Cái này là cái đồ gạt tàn thuốc cho các bác mình đây.
thì mình mua nguyên bộ này mình để trên bàn là rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, chất liệu tất cả là bằng đồng cho em hết luôn ha. Đó, góc này mình ngậm đồng tiền, nói chung cũng là phong thủy luôn ha cả nhà ha. Thì đồng tiền mình có thể mình xây được nha. Đó, đồng tiền mình có thể mình xây được ha. Thì phía dưới đáy bình của con cốc nó cũng cắt in cho em chữ là Made in Sapa cho em luôn ha cả nhà ha. Đó, Made in Sapa cho em luôn ha. Đó, thì nó có ba cái khe để mình để gạt tàn thuốc ha. Đó, để mình để tàn thuốc. Nói chung là cái mẫu này mình mua về để mình trưng bày cũng đẹp nha cả nhà ha. Đó, cốc thì nó nói chung ngậm đồng tiền nó phong thủy rồi cả nhà ha. Rồi thì cái con cốc ngậm đồng tiền này em để cho cả nhà mình với giá là 230.000 ha cả nhà ha. 230.000 nha cho con cốc ngậm đồng tiền này nha. Đó, cả nhà mình mua nguyên cái bộ này để trên bàn rất là sang luôn ha. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà mình tiếp cái sản phẩm tiếp ha. Rồi em lên cho cái nhà mình cái đèn đi, đèn tích điện này ha. Hiện tại cái đèn này đang trên thị trường nó cũng quảng cáo rất là nhiều nè cả nhà. Đó, đèn này tích điện 4 OLED ha. Nó vừa là đèn pha nè, vừa là đèn tích điện sạc bằng điện trực tiếp ha. Hay là nó vừa sạc được năng lượng mặt trời cho mình luôn. Đó, tấm pin năng lượng mặt trời phía sau nó nằm phía sau nó cũng bự như bằng cái đèn LED luôn ha cả nhà ha. Đó, mình có thể là mình vừa sạc điện trực tiếp nè, hoặc là mình có thể mình sạc bằng năng lượng mặt trời luôn. Nó thì chế độ sáng của nó rất là nhiều chế độ sáng cho mình luôn ha cả nhà ha. Đó, thì em test chế độ sáng trước rồi em sẽ giới thiệu những cái chức năng của nó nha. Đó thì nó có ánh sáng trắng nè ha, ánh sáng vàng nè, ánh sáng vàng pha trắng ha. Đó là ánh sáng vàng trắng mà mờ xíu nè. Đó, và đèn nhấp nháy cảnh báo hai màu ha. Đó, đèn nhấp nháy cảnh báo hai màu xanh đỏ nha. Và đồng thời nó có cổng cho mình sạc điện thoại luôn nha cả nhà. Đó thì nó đây có cổng USB để mình có thể mình sạc điện thoại ở những khi có cúp điện này kia đó. Đó, mình có thể mình dùng để mình sử dụng để sạc điện thoại rất là ok luôn ha. Thì nó tặng kèm cho mình một cái cáp sạc đầu TC ha, để cho mình sạc điện thoại hoặc là mình sạc vô cái nguồn điện cho cái đèn ha cả nhà ha. Thì cái đèn này nó có móc ở trên luôn. Đó, rất là tiện cho các cô bác mình mà buôn bán ngoài chợ ban đêm á, buôn bán ngoài vỉa hè ban đêm này kia rất là tiện luôn ha. Thì nó có cái bát cái đế này ha, mình có thể mình chỉnh làm cái giá đỡ cho cái nhà, nó làm giá đỡ mình chỉnh hướng của nó rất là tiện lợi luôn ha. Mình vừa treo nè, hoặc là đặt dưới đất nè, để mình làm đèn pha cho cái sinh viên mình buôn bán ha cả nhà, rất là tiện luôn nha. Hoặc là mình làm đèn để mình đi soi mình ra ruộng ra gãy ra nương ban đêm đó cả nhà. Hoặc là mình đi soi ao tôm này kia rất là tiện luôn ha cả nhà ha. Dạ rồi thì cái đèn pha năng lượng mặt trời 4 OLED này em để cho cái nhà mình với giá là 220.000 ha cả nhà ha. 220.000 nha. Ở hàng này là hàng chất lượng nha cả nhà, 220.000 ha. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà mình cái dòng đèn măng sông ha, các dòng đèn măng sông loại là để mình treo trước sân hoặc là mình trang trí cũng đẹp ha cả nhà ha, hoặc là mình làm đèn tích điện khi có cúp điện cũng ok nha. Rồi thì đầu tiên em lên cho cả nhà mình cái loại đèn măng sông, mà đèn tích điện măng sông loại nhỏ ha cả nhà ha. Nó loại này loại nhỏ cho em nha. Thì cái ánh sáng của nó là ánh sáng trắng cho em ha. Đó, ánh sáng trắng ha. Thì công tắc của nó hoạt động như cái đèn dầu vậy đó. Đó, mình dặn tim đèn vậy ha cả nhà ha. Đó. Thì ánh sáng trắng cho em ha. Thì cái sản phẩm này nó xài, nó tặng cho mình kèm cho mình là một cái cáp sạc ha, đầu tây xi luôn. Nó cũng có cổng USB để cho mình có thể mình sạc tạm thời cho điện thoại ha, hoặc là mình sử dụng các thiết bị sử dụng cổng USB đó cả nhà. Với lại đặc biệt cái sản phẩm này nó thiết kế cho mình là cái pin á, pin sạc nó là pin rời ha cả nhà ha. Đó, mình có thể tháo lắp nha. Đó nên mình khi mà xài thời gian lâu nó bị chai pin đó cả nhà, mình có thể mình mua pin khác mình gắn vô mình thay thế ha. Đó, rất là tiện lợi cho mình luôn. Hoặc là mình đi đâu đi gần đi gãy này kia đó, mình thủ thêm một cục pin 18650 này, để mình khi hết pin ha mình thay vô ha. Nói chung là mình không sợ nó hết pin giữa chừng nha cả nhà ha. Đó, mình thủ thêm một hai cục pin là mình xài nói chung tới sáng cũng được ha cả nhà ha. Đó, rất là tiện luôn. Chứ không phải như là những cục pin dòng pin mà đúc nguyên khối ha cả nhà, đúc nguyên khối mình xài thời gian nó bị chai á thì mình phải giục cái đèn rất là ổn ha. Đó, cái này thiết kế này rất là tiện lợi cho mình luôn nha. Rồi thì cái đèn măng sông á, tích điện măng sông tích điện này em để loại nhỏ ha, em để cho cả nhà mình với giá là 120 nha, 120 ha, 120. Rồi tiếp theo em lên cho cả nhà mình cái dòng đèn măng sông mà có kim luôn sạc năng lượng mặt trời ha. Đó. Thì mẫu này nó sẽ lớn hơn nha. Đó, em để so hai kích cỡ sạc cái bên cho cả nhà mình ha. Đó, đây. Thì cái mẫu này mẫu lớn hơn nha, có sạc năng lượng mặt trời cho em luôn. Vừa tích điện sạc bằng cáp sạc, vừa sạc bằng năng lượng mặt trời cho em luôn ha cả nhà ha. Ánh sáng của nó là ánh sáng trắng luôn ha. Thì nó thiết kế cũng y chang như cái sản phẩm lúc nãy thôi, cũng có cổng USB để cho mình sạc điện thoại nè, hoặc là sử dụng các thiết bị khác ha. Đó, thì pin nó cũng là pin rời cho mình luôn nha, pin cũng là pin rời cho mình luôn ha. Thì cái này nó thêm được cho mình là nó sạc được cái năng lượng mặt trời. Đó, thì cái măng sông, đèn măng sông mà sạc năng lượng mặt trời này em để cho các bác mình giá là 170 ha các bác ha, 170 nha, ánh sáng trắng luôn ha. Đó, loại này loại bự nha, mình treo ngoài sân ngoài, nói chung là mình trang trí trên những cái cây kiển của mình cũng rất đẹp ha. Đó, nếu mà nhà mình có sân không gian nó rộng rãi á, mình trang trí treo mấy cái đèn này rất là đẹp luôn.
Dạ rồi, tiếp em lên cho các bác mình cái lõi đèn mang sông mà hàng bãi, hàng của Nhật cho em ha. Đó, chất liệu của nó là bằng kim loại nha cả nhà ha. Đó, tất cả cái đèn nãy giờ là bằng chất liệu nhựa ha. Đó, cái này là hàng này hàng bãi Nhật. Đó, chất liệu của nó là bằng kim loại cho em. Đó, thì nó có in chữ Made in Japan đây ha cả nhà ha, Made in Japan ha. Đó, thì đèn của nó là ánh sáng vàng nha cả nhà ha. Đó, đèn cổ mà. Đó, đèn thì này, hàng bãi Nhật thì thiết kế theo cái mẫu đèn cổ ha, nên là thích hợp với ánh sáng vàng. Để mình trang trí khu viên xung quanh cái đường sân nhà mình, nó sân vườn của mình rất là đẹp ha. Mình treo, mình móc những cái chỗ mà cái trụ đèn nè, hoặc là những cái dọc đường đi này kia rất là đẹp, rất là sang luôn ha cả nhà ha. Đó, mẫu mã này thì em để so cho hai cái cho cái nhà mình xem ha. Đó, hai mẫu khác biệt nha cả nhà ha. Dạ rồi, thì cái đèn mang sông mà hàng bãi Nhật á, có các chữ Made in Japan này á, em để cho cả nhà mình ánh sáng vàng, em để cho cả nhà mình với giá là 200.000 ha, 200.000 nha. Rồi, tiếp theo em lên cho cái nhà mình cái loại măng sông cổ ha. Đó, đèn măng sông cổ bằng liệu hợp kim ha. Đó, cái này là xài đèn măng sông dầu nha cái nhà, xài bằng dầu ha. Hàng cũng là hàng bãi Nhật cho em luôn. Đó, xài bằng dầu nha, có tim đèn này kia đầy đủ ha. Đó, thì mình về mình chỉ cần châm dầu vô là mình sử dụng thôi. Nhưng đó, thì cái nó cũng in cho em chữ Made in Japan ha, chữ Nhật và Made in Japan luôn. Hàng này là hàng bãi Nhật nha cái nhà, hàng bãi Nhật nha, sử dụng dầu cho em ha. Đó, mình để mình treo những cái chỗ mà quán nhà hàng, quán ăn mà những phòng VIP đó cả nhà. Đó, nói chung là những cái chỗ mà hoài cổ này kia đó rất là ok, rất là đẹp luôn. Cái này là nói chung là cái mẫu mã nó thiết kế theo hoài cổ ha cả nhà ha. Đó, thì cả nhà mình về mình chỉ cần bỏ dầu vô rồi mình sử dụng thôi, như những cái đèn dầu hồi xưa mình ha cả nhà ha. Đó, thì kích cỡ kích thước của nó em đo cho cả nhà mình chiều cao của cái đèn ha. Đó, chiều cao của cái đèn thì nó chiều cao của nó là 24 cm ha cả nhà ha. Hả, 24 cm nha, chiều cao của nó 24 cm ha. Đó, rất là đẹp luôn. Mình để mình treo những nhà hàng, quán ăn, mấy những phòng VIP này kia là rất là đẹp ha cả nhà ha. Rồi, cái đèn mang sông dầu này em để cho cái nhà mình với giá là 230 ha, 230. Rồi, tiếp theo em giới thiệu em lên cho cái nhà mình cái sản phẩm, hai sản phẩm về quạt ha cả nhà ha. Để phục vụ cho cái nhà mình những cái mùa hè mà trời tuy có mưa nhiều nhưng mà thời tiết bây giờ nó cũng còn nóng được ha cả nhà ha. Đó, mình mua về để mình ngồi để trên bàn làm việc hoặc là mình sử dụng khi mà trời nắng nóng nha. Đó, thì em có hai mẫu nha, một mẫu là quạt tích điện ha, quạt phun sương nha, quạt phun sương 5 mắt ha. Thì quạt này nó là xài điện, nguồn điện của nó là nó không tích điện cho em nha. Cái nguồn này là cái này nó xài mình xài ghim trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại ha. Đó, có cáp, nó cho mình có cổng cáp rất là dài luôn. Đó, mình sử dụng ghim trực tiếp qua cái đốc sạc điện thoại hoặc là mình những ổ điện mà có chui USB đó cả nhà. Đó, thì cả nhà mình ghim ha. Rồi, em sẽ test cho cả nhà mình ha. Thì nó có 5 chế độ phun sương ha, nó năm có 5 con mắt để mình phun sương nha. Đó, phía trên đây đây cả nhà. Đó, phía trên đây là chỗ để mình khi mình mua về đó, chỗ đây là mình chế nước vô ha, để nó phun sương nha. Đó, thì em cái này em chỉ không test phun sương cho cả nhà mình ha. Nói chung cả nhà mình về mình cứ chế nước vô là mình bật chế độ nó sẽ phun sương thôi. Đó, thì nó có 3 chế độ quạt nha. Đó, 3 chế độ quạt ha. Thì nút phun sương ở đây là cả nhà mình bấm, nói chung là bấm từng nấc thì nó sẽ phun sương một lượt một phun sương một mắt nè, hoặc là 3 mắt hoặc là 5 mắt tùy cả nhà mình ha. Và nó có đèn ngủ cho mình luôn nha cả nhà. Nó có chế độ hẹn giờ luôn ha. Nó có chế độ hẹn giờ và chế độ đèn ngủ cho mình luôn. Mình vừa làm đèn ngủ cũng được ha. Đó, thì em sẽ test cái quạt cho cả nhà mình xem nha. Đó. Đó, cấp độ 1 nè cả nhà, cấp độ 2 nè ha, cấp độ 3 nè ha. Thì cái quạt này mình có thể mình đảo chiều lên xuống nha, mình có thể gật lên gật xuống ha. Đó, gật lên gật xuống nha. Thì nút kế bên là nút chế độ phun sương cho em ha. Đó, phun sương cả nhà bấm một lần thì nó ra phun một mắt nè, hai lần nó phun ba mắt và ba lần nó phun năm mắt ha, tùy cả nhà mình nha. Rồi, chế độ kế tiếp là hẹn giờ và chế độ nút này là đèn ngủ ha cả nhà ha. Nó có đèn ngủ cho nó thay đổi màu cho em luôn ha. Đó, mình để ban đêm này mình vừa quạt vừa làm đèn ngủ luôn ha, rất là tiện lợi luôn nha cả nhà. Nên cái này sử dụng là điện ghim trực tiếp ha. Đó, ghim vào cái ổ điện mà có cổng USB hoặc là mình đi ghim một cái đốc sạc điện thoại ở nhà mình cũng được, cũng rất ok ha. Rồi, thì cái quạt mà phun sương 5 mắt này em để cho cả nhà mình với giá là 150.000 ha, 150.000 cho cái quạt phun sương 5 mắt nha. Rồi, tiếp theo em lên cho cả nhà mình cái dòng quạt thì nó có đèn bên trong này cả nhà. Đó, khi giấc tối thì nó mới cái nhà mình mới thấy đèn ha. Đó, đèn nó sẽ đổi màu nha, đổi nói chung là đổi thay đổi màu liên tiếp ha. Rồi, em sẽ lên cho cả nhà mình cái dòng quạt tích điện. Đó, quạt phun sương mà có tích điện cho mình luôn ha. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình đây là cái quạt phun sương tích điện nha. Cái quạt này là nó có 2 tầng nha, quạt phun sương tích điện 2 tầng ha. Nó có nói chung là đầy đủ chức năng cho mình luôn, sản phẩm nó kèm cho mình một cái đèn cái remote để mình điều khiển luôn ha. Nó vừa là mình sạc điện trực sử dụng điện trực tiếp được nè, hoặc là mình có thể mình sạc điện xong mình sử dụng cũng được, rất là ok luôn ha cả nhà ha. Nó có 2 tầng ha, một tầng dưới và một tầng trên. Mỗi cái quạt đều có đèn hết nha cả nhà ha. Mỗi cái quạt đều có đèn hết. Em sẽ test cho cả nhà mình nha. Đó, mỗi cái quạt thì đều có đèn hết, nó có chế độ xoay luôn nha.
để em bật quạt cho cái nhà mình nha. Thì quạt nó cũng ba cấp độ cho em ha, tầng dưới tầng trên gì cũng ba cấp độ cho em luôn. Đó, mình nó có thể mình đảo chiều được luôn nha. Nó mình có thể là bẻ lên bẻ xuống ha, bẻ lên bẻ xuống nè. Là nó có chế độ xoay luôn ha, nó có chế độ tự động xoay luôn nha. Cả nhà mình nhấn vậy nó sẽ xoay nha. Đó, nó sẽ tự động xoay trái xoay phải cho mình luôn ha. Đó, cái quạt nó sẽ tự động xoay trái phải cho mình luôn nha. Đó, nó sẽ tự động xoay ha. Rất là mát luôn nha cả nhà, rất là mát luôn nha. Thì cái quạt này nó có ba con mắt để phun sương ha cả nhà ha. Đó thì mình mua về là mình để cũng có là ở phía trên đây. Ở phía trên đây là cái chỗ mình để mình chế nước để nó phun sương nha. Nó có ba con mắt phun sương ha. Và nó tặng kèm cho mình cái remote để mình điều khiển từ xa này kia. À, rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Đó, thì nó có chế độ đèn nha cả nhà, nó chế độ đèn ngủ nha. Đó, mỗi cái quạt đều có cái đèn luôn ha. Đây em sẽ bật hết cho cả nhà mình. Đó, mỗi cái quạt đều có đèn hết luôn ha. Mình có quạt cái màu đèn nó có thể là thay đổi nha, từ màu xanh sang đỏ sang vàng này kia, nói chung là thay đổi liên tiếp ha. Đó, mình có thể làm đèn ngủ, đèn trang trí luôn. Ở phía trên đây cũng có đèn luôn nha cả nhà. Ở phía trên chỗ nước này cũng có đèn luôn ha. Đó, phía trên chỗ đường nước này cũng có đèn thay đổi này kia luôn, rất là đẹp luôn ha cả nhà ha. Nó vừa tiết điện nè, vừa mình có thể xài điện trực tiếp được luôn nè. Đó, quạt này cũng rất là mát luôn cả nhà ha. Hai tầng cho em ha, phun sương ba mắt nha. Dạ rồi, thì cái sản phẩm quạt hai tầng phun sương ba mắt này em để cho cả nhà mình với giá là 295 cả nhà ha. 295 nha. Nó có thể đảo chiều qua lại nè cả nhà ha. Đó, đảo chiều qua lại ha. Cái này cái thích hợp cho mình để trong phòng ngủ nè, để khi mà mình ngủ ha, các bé nhỏ này kia đó mình mua để cho các bé mình, cái con bé mình nhỏ đó cả nhà sử dụng. Nói chung là quạt lớn quá thì sẽ dễ bị cảm này kia ha. Cái này là mình sử dụng vừa cho các bé luôn. Đó, các bé vừa làm đèn ngủ cho các bé mà vừa có quạt luôn ha cả nhà ha. Đó, mình sử dụng những cái quạt lớn quá thì các bé tối ngủ sẽ bị lạnh, dễ bị cảm nha. Cái này là rất thích hợp cho các bé mình mua về làm để cho các bé mình ngủ ha, các con mình ngủ nha. Dạ rồi, 295 cho cái quạt hai tầng này ha. Dạ rồi, em lên tiếp cho các bác mình sản phẩm là cái đèn ngủ ha, cái đèn bắt mũi nha. Cái đèn bắt mũi kim luôn, đèn ngủ cho mình luôn ha cả nhà ha. Đó, thì cái này nó sạc xài bằng tích điện cho em ha. Mình xài một là mình ghim trực tiếp, hay là mình có thể mình xài mình sạc tích điện cho em luôn. Đó, thì mình khi mình ngủ cả nhà, giấc tối mình để những cái góc khuất đó, chỗ nào trong phòng á, mình để chỗ nào tối đó cả nhà ha, mình bật cái chế độ đèn lên. Đó thì ánh sáng của nó ánh sáng tím ha. Ánh sáng này là nó sẽ thu hút những con mũi lại, côn trùng mà nhất là mũi cho cả nhà. Nó sẽ thấy ánh sáng này nó rất là thích ha. Nó sẽ bay vô đây và cái lưới bên trong nó sẽ đốt cháy con mũi nha cả nhà. Đó, nó vừa làm có thể làm đèn ngủ nè mà vừa có diệt mũi cho mình luôn ha. Đó, mình để như trong phòng trong phòng ngủ của mình đó cả nhà. Ở nhiều khi mình đi mở cửa ra vô mũi nó vô á, thì nhiều khi nó chích. Giờ đa số những nhà ít ai ngủ mà mùng da mùng hết cả nhà. Đó, nên mình mua cái này về để mình để trong phòng ngủ của mình. Đó, để cho giấc tối đó mình bật lên đèn nó sẽ thu hút mũi ha, nó diệt mũi này kia. Đó, rất là ok luôn. Đó, thì cái này mình có thể mình làm giật mũi cũng được nha cả nhà ha. Nếu mà mình có thể mình cầm mình vừa giật mũi mà vừa làm đèn ngủ, nói chung là rất là tiện luôn ha cả nhà ha. Nó nói chung là nhiều chức năng cho mình luôn ha. Dạ rồi, thì cái đèn ngủ bắt mũi này em để cho cả nhà mình với giá là 120.000 ha cả nhà ha, 120.000 nha. Đó, thì sản phẩm nó có tặng kèm cho mình là một cái cáp sạc bên phía trong ha, trong cái hộp ha cả nhà ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho cả nhà mình ba cái loại sẻng ha. Sẻng gấp gọn cho em ba loại, em lên cho cả nhà mình ba loại sẻng gấp gọn ha. Đầu tiên em lên cho các bác mình cái loại sản phẩm sẻng gấp gọn. Loại này là hàng của Đài Loan cho em ha. Đó, nó vừa là sẻng nè, vừa là cuốc nè, vừa là cuốc chim ha, vừa là cuốc của bình thường, nói chung là nó ba trong một cho mình luôn ha cả nhà ha. Đó, rất là tiện luôn. Thì nó gấp khúc nha. Đó, mình nó có khúc gầy ha. Khi mà mình sử dụng là mình cứ dặn vô ha. Đó, dặn vô thì phía cái tay cuối cái cán cầm của giá nó có cái là bàn cho mình luôn ha cả nhà ha. Đó, để mình đem theo mình bỏ cho nói chung mình dắt thắt lưng đó, để mình đi rừng đi gãy này kia ha. Đó, để mình quay những cái clip sinh tồn, hoặc là mình vào rừng mình săn bắt này kia cũng rất là ok ha cả nhà. Cắm trại này kia cũng rất là ok. Thì nó là vừa là cuốc nè, vừa là sẻng nè ha. Nó có đầu cưa nè, đầu để cui hộp nè. Đó, mình muốn cuốc thì mình cứ úp nó lại ha cả nhà. Muốn sẻng thì mình thẳng nó ra, rất là tiện lợi luôn. Dạ rồi, thì cái sẻng gấp gọn loại hàng của Đài Loan này em để cho cái nhà mình với giá là 70.000 ha, 70.000 nha, 70.000 ha. Thì kích thước của nó khoảng đây em bung hết giá ha, 20 nè, 40 nha cả nhà ha. Kích thước của nó là 40 ha, mình bung ra hết là 40 nha. Rồi tiếp theo em lên cho cái nhà mình cái hàng cũng là sẻng gấp gọn ha, cũng ba trong một cho em luôn. Đó, thì cái hàng này là hàng của Mỹ nha, của USA cho em ha. Hàng này của USA cho em. Thì cái đầu của nó là đầu mỏ vịt ha cả nhà ha. Đó, đầu cuốc của nó là đầu mỏ vịt ha. Đó, đầu mỏ vịt nha, cái kia đầu nhọn ha. Đó, thì cái này cũng là mình có thể làm sẻng này, làm cuốc nè. Đó, làm nói chung là ba trong một cho em ha cả nhà ha. Ba trong một ha. Nói chung là hàng này là hàng của Mỹ USA, thì cả nhà mình biết nó chất lượng nó rất là chắc ha. Chất lượng thấy nó rất là chắc chắn luôn. Nó có in chữ Made in USA cho em trên đây ha, trên cái lưỡi sẻng ha.
nó có cưa luôn nè, có đồ khui bia này kia ha cả nhà, khui hộp này kia ok luôn ha, cũng có la bàn nha, phía dưới tay cầm nó cũng có la bàn cho mình luôn ha. Dạ rồi, thì cái sản chất gọn của hàng USA này em để cho cái nhà mình với giá là 110.000 ha cả nhà ha, 110.000 nha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho cái nhà mình cái loại sản loại bự ha, dạng bự nha, cái loại này thì đó, dạng này loại dạng dạng lớn ha, đó, dạng gấp gọn dạng lớn ha, cái tay cầm cái bán nó làm riêng, nó thiết kế theo cái kiểu bán súng của bên trinh sát cả nhà, đó, bán súng kiểu bên trinh sát ha, đó, cầm rất là tiện luôn ha, nó cũng có ba chế độ cho mình luôn, cuốc cửa sản là vừa là cuốc chim ha, nó rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Thì cái dạng cái loại cuốc sản mà gấp gọn của dạng chung này, loại chung này em để cho cái nhà mình với giá là 110 luôn ha cả nhà ha, 110 luôn nha. Cái này là size trung ha, nó size trung, cái này em để cho cái nhà mình 110 luôn ha. Thì em đo chiều dài tổng thể của nó là 50 ha cả nhà ha, 50 nha, chiều dài hết chung của nó là 50 ha, 50 cm ha. Dạ rồi, em sẽ qua cái sản phẩm bên đồ gia dụng ha, thiết bị điện trong gia đình ha, rồi em sẽ qua bên cái loại kìm kéo bên kim khí cho các bác thợ mình nha. Dạ đầu tiên thì em lên cho cả nhà mình dạ đây, đây cái gầu bên hàng của Đức cho em ha, cái gầu bên này hàng của Đức bằng y chất liệu inox của nó là 36, rất là dày cho nhà cả nhà mình luôn. Rất là, nói chung là cái sản phẩm này mình có thể mình vừa làm gầu bên nè, nói chung mình đựng rất là giữ nhiệt rất là lâu cho em luôn ha cả nhà ha. Chất liệu của nó bằng inox rất là dày cho em luôn, hàng của Đức cho em ha, có logo có in chữ Made in Germany luôn ha. Thì cái nắp của nó mình có thể mình làm cái tô nha, đó, làm cái tô ăn cơm này kia rất là tiện ha. Thì bên trong nó cho mình hai ngăn đó, một ngăn là một ngăn để thức ăn nè, một ngăn mình để canh này kia ha, đó kia còn bên thì mình để cơm, nói chung là rất là ok luôn. Sản phẩm này mình đem có thể là một người đến hai người ăn cái này ha, đó còn bên này mình có thể mình nói chung giữ nhiệt rất là lâu luôn đó, mình cho các bác thợ mình ha, hoặc là các bác mà làm công sở này kia đó, không thích ăn cơm tiệm đó, mình nấu mình đem theo thì rất là tiện ha, nó giữ nhiệt rất là lâu cho mình luôn. Hàng này hàng của Đức cho em nha, hàng này là hàng của Đức cho em ha cả nhà ha, nó Made in Germany cho em luôn ha, nó rất là tiện luôn, mình đem cái này rất là gọn luôn ha cả nhà ha, khỏi phải đem chén tô gì hết, nói chung nó có tô sẵn là nó là cái nắp rồi, nó rất là tiện lợi luôn. Dạ rồi, thì cái gầu mên mà của Đức, hàng của Đức này em để cho cả nhà mình với giá là 190.000 ha, 190.000 cho cái gầu mên của Đức nha. Đó, cái này mình đem thích hợp cho một người ha, đó, mà mình rất là gọn rồi, một người ăn hoặc hai người cũng thích cũng được nha cả nhà. Rồi 190.000 cho cái gầu mên của Đức. Rồi cả nhà mình muốn mua cái loại gầu mên mà rẻ thì em có loại gầu mên 4 tầng ha, ở gầu mên 4 tầng thì phía ngoài nó là một chất liệu nhựa ABS ha, bên trong nó bọc lớp inox, nó đây nó cách nhiệt cho mình ha, đó, lớp đây nó cách nhiệt cho mình, đó, nó chỉ có bốn ngăn ha, đó 4 ngăn cho các bác mình tha hồ mình để nhiều món ăn khi mà mình đem theo ha, đó, để nhiều món ăn cơm thì kia rất là tiện lợi cho các bác mình luôn. Đó thì cái gầu mên mà 4 tầng 4 ngăn này em để cho cái nhà mình với giá là 85.000 ha cả nhà ha, 85.000 nha. 85.000 cho cái gầu mên 4 ngăn này ha, chất liệu nhựa ABS, bên trong là chất liệu nó inox ha cái nhà ha, giữ nhiệt cũng rất là lâu cho em luôn. Đó, nếu các bác mình muốn loại rẻ thì em có loại rẻ cho các bác mình ha. Dạ rồi, giao tiếp em lên cho các bác mình cái máy xay ép trái cây ha, ép trái cây dắt cam, nói chung là máy này cũng đa năng cho em luôn nha cả nhà, nó vừa dắt cam nè, vừa có thể mình ép cái cây rau củ quả này kia cũng rất là ok nha. Cái loại này nó xài bằng tích điện cho em ha cả nhà ha, nên cả nhà mình xài cái loại này mình rất là gọn luôn, nhỏ gọn nè, mình có thể mình đem đi đi du lịch này kia hoặc đi dã ngoại ngoài trời cũng được ha cả nhà ha, đem đi ngoài trời nói chung khỏi cần phải là ghim điện trực tiếp, mình cũng sử dụng, mình cũng ép được trái cây được ha. Đó thì em đo chiều cao của nó nha, chiều cao của nó từ nó là 24 cm ha cả nhà ha, 24 cm nha. Đó thì hoạt động nó đi kèm cho mình là một cái cáp sạc đầu tai xi ha. Đó thì cái nút công tắc của nó đây, thì cả nhà mình khởi động, cả nhà mình chịu khó mình ấn đè được cho em. Đó, mình đè lâu cho em ha. Đó thì nó thiết kế cái này mà nó kiểu như dắt cam đó cả nhà. Đó, nhưng mà mình có thể mình ép táo rồi bơm nho này kia, nói chung là tất cả các loại trái cây cho các bác mình luôn ha. Đó, mình nó vừa ép vừa dắt cam này kia cũng rất là ok cho mình luôn. Đó, thì em khởi động cho các bác mình xem nha. Đó thì nó sẽ ép lên nha cái này ha, nó sẽ ép lên nha, nó sẽ ép lên, nó phẩy nó ép lên, nó ép tới mức thì tự nó nhả lại nha cái này ha, đó thì nó rất ok luôn nha.
đó. Thì cái đây là cái giò gót ha cả nhà ha, nó ép theo cái chế độ này, nó không có bị cái sát cặn này kia, nó không có đắng miếng cam nè, mà cũng không có sát cặn, nó không có gớt xuống được ha cả nhà ha. Nó ép cái này nói chung là rất là chất lượng luôn đó. Thì nó ép tới mức độ nói chung là mức vừa phải rồi nó sẽ nhả ra ha, chứ nó không phải là nó ép nhưng mà ép lực lớn ha, làm cho những miếng cam mình nó ra những cái chất the ha. Đó, cái này rất là tiện lợi luôn. Dạ rồi, thì cái máy ép cam này, ép chất cam, ép rau củ quả trái cây này em để cho các bác mình với giá là 190.000 ha các bác ha, 190.000 nha. Đó, rất là gọn luôn, các bác mình bỏ vô cấp xe rất vệ sinh, cũng rất là dễ ha. Mình gỡ ra mình vệ sinh, nói chung là từng món mình gỡ ra mình vệ sinh thôi, rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Đó, mình bỏ vô vali hoặc là mình đem theo để mình đi dã ngoại, đi ngoài trời cũng rất là ok ha. Dạ rồi, em lên cho các bác mình tiếp theo cái sản phẩm là cái cối ha. Ở cái cối chài bằng inox nha, chất liệu bằng inox 304 cho em luôn nha cả nhà ha. Đó, mình thay thế những cái cối chài bằng gỗ hồi xưa ha. Đó, cối chài bằng gỗ hồi xưa thì các bác mình biết rồi, nó mình làm thì đánh thời gian giả thời gian lâu quá thì nó sẽ bị da dâm này kia ha, nói chung là nó bị móc này kia, rất là mất vệ sinh luôn. Đó, thì cái cho cối chài inox này nó rất là tiện nha, cái lồng của cái cối nó rất là sâu ha, rất là sâu và trơn luôn, nên khi các bác mình giả cái tỏi giả tiêu giả này kia đó thì nó sẽ tập trung dưới đáy hết ha cả nhà ha. Đó, nó tập trung dưới đáy hết thì mình giả rất là nhanh, rất là nhẹ tay luôn ha, vì cái chài nó bằng inox nè, rất là nặng tay luôn ha, hai đầu bằng và đầu tròn ha. Đó, thì mình giả là sẽ những cái tỏi này kia nó sẽ nằm phía đáy hết ha, nó không có dính trên dầm nha. Đó, rất là trơn ha, láng ở phía dưới đáy thì nó có cho mình một lớp cao su để mình mình giả nó không có gây tiếng ồn nữa cả nhà, nó không gây tiếng ồn khi nó hơi hoặc là hư gạch trên bếp mình ha, rất là tiện luôn. Nó có nắp đậy ha, đó, để mình có thể mình giả những cái tiêu hạt tiêu ban đầu á, nó không văng ra ngoài nha, rất là tiện lợi cho em luôn ha. Chất liệu inox 304 dày rất là nặng tay cho em ha. Dạ rồi, thì cái cối chài inox 304 này em để cho các bác mình với giá là 110.000 nha, 110.000 ha các bác ha. Rồi, sẵn tiện đang cái bên em sẽ lên cho các bác mình các dòng bình chữa cháy ha, để các bác mình mua về các bác mình ở nhà có kinh doanh tiệm quán xá, quán ăn uống hoặc là tiệm buôn bán thì kia đó, các bác mình nên mua về cái một cái bình chữa cháy ha, để mình dự trữ khi mà có đề phòng những cái bất trắc có quả quạn này kia ha. Đó, đầu tiên em lên cho các bác mình loại là nửa ký ha. Đó, cái này mình để trên cho các bác mình bác tài nè, bác tài xế xe tải xe ô tô đó, mình mua mình bỏ theo trong xe đó, để mỗi khi có sự cố xe xảy ra đó mình có thể mình dùng nó để chữa cháy tạm thời ha. Nói chung là rất là cần thiết luôn, nói chung là rất là an toàn cho mình luôn nha cả nhà. Đó, thì cái bình nửa ký này, loại nửa ký này em để cho cả nhà mình với giá là 55.000 ha. Đó, cho các bác mình thủ theo trên xe ô tô xe tải ha. Rồi, em lên tiếp cái dòng một ký ha. Đó, dòng bình chữa cháy một ký ha. Đó, mình hợp cho các quán ăn, quán nhỏ ha, tập quá thì nói chung mỗi nhà mình nên thủ một cái bình này để mỗi khi có sự cố này kia, nói chung là rất là cần thiết nha. Ở khi mà mình lỡ có cần rồi lúc đó mình kiếm không ra cả nhà ha. Dạ rồi, thì một cái loại một ký này em để cho các bác mình với giá là 180 ha. Rồi tiếp theo cái loại bình chữa cháy 2 ký thì em để cho các bác mình giá là 220. Rồi em có tiếp theo cái loại mà 4 ký ha. Ở loại 4 ký thì nó có đầu dòi sẵn cho mình luôn nha. Loại 4 ký đồ đổ lên thì nó có đầu dòi sẵn cho mình luôn ha. Đó, thì loại 4 ký em để cho các bác mình giá là 290 ha. 290 cho loại 4 ký nha. Rồi tiếp theo cái loại mà 8 ký ha. Loại 8 ký thì em để cho các bác mình với giá là 390.000 ha. 390.000. Đó, các bác mình nên mua về để mình để trong gia đình mình ha các bác ha. Nói chung là mình để là nói chung phòng hờ cho gia đình mình nó an toàn thôi. Dạ, thì các bác mình đi ngang qua kênh của em cho em xin một lượt like nha, một lượt đăng ký để mỗi khi em có lên clip thì sẽ gửi thông báo cho cả nhà mình nha. Với đồng thời bên em cũng gần mặt lộ đó cả nhà, quay clip hơi ồn ha, với lại có nhân viên đóng hàng nữa cả nhà, nên hơi nghe những cái tiếng băng keo á, cả nhà mình thông cảm cho em nha. Rồi em sẽ lên nhanh những cái sản phẩm nào cần thiết em sẽ lên nhanh ha, để em còn lên những cái sản phẩm mới cho cả nhà mình nữa nha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho cả nhà mình cái đây là cái đầu xăm thịt nha, đầu xăm thịt để mình xăm để mình ướp thịt cho nó mau thấm đó cả nhà. Đó, khi mình xăm xuống thì những cái que nhọn này nó sẽ làm cho miếng thịt mình nó mềm mềm ra ha, mềm và nó lên, nói chung mình ướp rất là thấm luôn. Đó, thì cái cây xăm thịt này em để cho các bác mình giá là 20.000 một cây ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình đây cây dần thịt ha, cũng là cây dần thịt cho nó mềm thịt luôn. Đó, mình thích loại nào thì tùy cả nhà mình nha. Đó, loại đây đầu bằng và đầu có gai ha, để mình dần cho nó mềm nè. Đó, hoặc là mình đập tỏi cũng được nha. Thì cái cây dần thịt này em để cho các bác mình với giá là 35.000 nha. Dạ rồi, tiếp theo đây là cái cuộn dây ha, cuộn dây dài 10 mét, như dây dù dài 10 mét ha, các bác mình mua về để mình căng bạc, căng lưới lan, căng này kia rất là tiện lợi ha, hoặc làm dây mà dăng võng này kia cũng rất là ok luôn. Đó, dài 10 mét ha, thì em để cho các bác mình giá là 10.000 ha các bác ha, 10.000 một cuộn vậy nha.
Dạ rồi ạ, tiếp em lên cho các bác mình đây là cái dao dao gọt giấy ha, hàng của Kabushi, hàng của Nhật cho em ha. Thì một cái con dao gọt giấy này có lưỡi sẵn rất là bén nha cả nhà ha. Đó, em để cho các bác mình với giá là 20.000 nha. Em có bán lưỡi, đồng thời em có bán lưỡi của hàng Kabushi luôn. Đó, một hộp lưỡi là 10 cái 10 lưỡi thì em để cho các bác giá 25. Còn nếu có bán mua một hộp lớn đó là có 10 cái hộp nhỏ thì em để cho các bác mình với giá là 200.000 ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái bao tay. Ở bao tay này, bao tay xỏ nửa ngón ha, bao tay nói chung bao tay nửa ngón nha, hàng của nói chung là mẫu của quân đội luôn ha cả nhà ha. Nó có bên trên đây nó có những lớp cao su nói chung là rất là ngầu luôn nha cả nhà. Đó, để cho các anh đi phượt đi này kia rất là ok ha. Dạ rồi, thì cái đầu bao tay nửa ngón em để cho các bác mình với giá là 50.000 một đôi ha, 50.000 một đôi nha. Dạ rồi, em lên tiếp, đây là cái dụng cụ mình để mình bào ha, mình bào bào sợi nè, sắt lát rau củ quả này kia ha. Đó, để chế biến rau củ quả này kia cho các bác mình dùng rồi những đồ chay này kia đó, thường ăn những cái đồ chay ha cả nhà ha. Đó, thì trong đây nó gồm có rất là nhiều lưỡi nha. Mình có thể là bào sợi hoặc là mình sắt lát này kia. Nói chung là rất là gọn ha. Thì một hộp như vậy em để cho các bác mình với giá là 75.000. Chất liệu của nó là bằng nhựa ABS rất là an toàn luôn các bác ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình đây là cái đồ giắt chanh ha. Đó, đồ giắt chanh bằng inox cho em ha. Đó, giắt chanh bằng inox. Thì cái sản phẩm đó, giắt chanh inox này em để cho các bác mình với giá là 35.000 nha, 35.000. Rồi em lên tiếp về đây. Đây là cái chảo chiên trứng ha, dành cho mình chiên một trứng nha. Đó, để mình chiên khi mà để ăn sáng đó, mình cần nhanh gọn cái nha. Mình mua chảo này mình chiên nói chung là đỡ tốn nhiên liệu nè, và đỡ tốn thời gian ha. Chiên rất là nhanh luôn. Đó, thì cái hoa văn của cái chảo này nói chung là ngẫu nhiên nha cả nhà ha. Nó ngẫu nhiên nha. Thì cái chảo chiên trứng một trứng này em để cho các bác mình với giá là 35.000 nha, 35.000. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình mấy loại chảo em lên sẽ lên hết cho các bác mình luôn ha. Dạ rồi, tiếp em lên cho các bác mình cái loại chảo dân đá ha. Đó, chảo dân đá nha. Thì cái này đừng, cái size của nó là 16 ha. Đây em sẽ đo cái đường kính của nó nha. Chảo dân đá ha, 16.5 ha, 16.5 nha. Đó, thì cái chảo dân đá này em để cho các bác mình giá là 95.000 nha, 95.000 ha. Rồi tiếp em lên cho các bác mình cái xuống này để mình xúc xúc gạo nè, xúc nước đá nè, hoặc là xúc đậu này kia. Đó, mình xúc nói chung là các buôn bán mình buôn bán đập quá cũng được ha. Đó, thì cái xuống này em để cho các bác mình bằng inox nha, 35.000 nha các bác ha, 35.000 ha. Rồi, em lên cho các bác mình tiếp cái loại chảo ha, chiên bốn trứng nha. Đó, cái loại chảo 4 ngang ha, 4 ngang tròn để mình chiên một lần là 4 trứng gà, 4 trứng vịt này kia rất là tiện ha các bác ha. Đó, ăn sáng này kia mình chiên nói chung là cho gia đình mình á, ông chiên lần 4 trứng ha, nó ra hình tròn rất là đẹp luôn ha. Rất là nhanh, rất là gọn luôn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiên liệu luôn ha. Thì cái chảo chiên 4 trứng này em để cho các bác mình với giá là 100.000 ha. Rồi tiếp em lên cho các bác mình cái chảo, loại chảo chiên 3 chảo 3 ngăn ha. Đó, chảo 3 ngăn. Đó, chảo 3 ngăn thì nó chiên cho mình là 2 trứng ha. Đó, chiên mình 2 trứng và một cái ngăn lớn này để mình có thể mình chế biến là mình chiên xúc xích hoặc là xào những cái món ăn khác này kia ha, rất là tiện luôn. Nói chung là tùy các bác mình có thể mình chế biến một lần là 3-4 món cũng rất là ok ha. Rồi thì chảo 3 ngăn này em để cho các bác mình giá là 100.000 luôn ha các bác ha. Đó, 100.000 luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình đây đây là cái khay để dao ha, dao kéo này kia của nhà bếp ha. Cái khay này bằng chất liệu inox cho em luôn nha, inox 304 rất là dày, rất là chắc chắn luôn. Hàng này là hàng của Osuka, hàng của Japan cho em luôn ha, made in Japan cho em luôn. Hàng này hàng của Nhật nha. Thì nó gồm cho mình là cái khay, một khay là 2 khay, 3 khay, 4 khay, 5 khay, 6 khay ha. Đó, 6 khay. Đó, khay để dao chặt nè, rồi dao thái này kia đầy đủ cho mình luôn ha. Đó, chất liệu nó bằng inox cho em nha, rất là chắc. Thì các bác dòm cái chất của nó là biết rồi. Đó, dòm cái chất inox của nó là các bác biết là rất là hàng này rất là chất lượng nha, rất là xịn luôn ha các bác ha. Đó, các bác mình mua hàng các bác mình có kiểm tra hàng mà, nên các bác cứ an tâm khi mà mua hàng bên em ha. Đó, thì cái hàng Osaka da băng đàng hoàng nha. Đó, thì cái khay đựng dao này em để cho các bác mình với giá là 250.000 nha, 250.000 cho khay đựng dao ha. Rồi em lên cho các bác mình các dòng dao nha, dao gọt, dao tỉa, dao thái này kia ha, cho nó lên đầy đủ luôn để các bác mình mua một bộ về để các bác mình bỏ vô cái khay này luôn ha. Dạ rồi, em lên cho các bác mình cái giá đi. Đây là cái giá để mình chiên ha. Đó, mình vớt đồ chiên nè, mình vớt tất cả các loại đồ chiên ha. Nói chung là, nhưng mà cái giá này mình thích hợp để vớt cá, vớt nguyên con luôn nha. Mình đảo chờ chiều mình vớt cá này kia, cá chiên ha. Thì một cái chất liệu nó bằng inox cho em nha. Đó, inox ha, cái cán gỗ nha. Đó, cầm nói chung là không có hỏng tay, không có nóng ha cái nhà ha. Rồi cái giá mà để chiên cá này em để cho các bác với giá là 50.000 ha, 50.000. Rồi em lên cho các bác mình cái dòng mà để mình xay tiêu, xay tỏi ha, xay tiêu, xay này kia. Đó, của hàng là hàng
của Nhật cho em luôn ha các nhà ha. Đó, hàng inox 304 chất lượng 304 luôn ha. Hàng của Nhật cho em luôn nha. Đó, chất liệu nó bằng inox ha. Đó, mình bỏ tiêu vô đây đó, mình bỏ tiêu, nói chung là bỏ nhiều ít thì tiền cả nhà mình nha, mình bỏ nói chung là nó giữ kín hơi ha. Đó, sản phẩm này nó giữ hơi rất là kín luôn. Mình bỏ tiêu trên đây bảo quản tiêu nó không bị đi mùi này kia rất là ok luôn ha. Mình ăn bao nhiêu thì mình cứ mình dặn mình xay. Đó, mình xay vô nồi canh, mình xay trực tiếp vô nồi canh hoặc là mình xay vô cái nắp rồi mình chế mình gắt ha cả nhà ha. Rất là tiện lợi luôn. Đó, thì đường chiều cao của nó là 20 cm ha cả nhà ha. Đó, rất là tiện lợi bằng inox 304 cho em luôn. Đó, của Made in Japan cho em luôn ha cả nhà ha. Đó, Made in Japan luôn nha. Súp 304 Made in Japan cho em luôn ha. Dạ rồi, cái đồ mà xây tiêu hàng của Japan bằng inox này em để cho cả nhà mình với giá là 160.000 nha. Ở 160.000 ha các bác ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng dao bào gọt trái cây ha. Dao bào ra củ quả gọt trái cây này kia. Đó, dao này là hàng của Nhật cho em luôn ha. Bằng chất liệu inox cho em luôn. Nó bào nhiều kiểu, rất là nhiều loại, nói chung vừa gọt vừa bào này kia ha. Đó, cái loại này em để bằng inox ha. Em để cho các bác mình giá là 75.000 nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại dao bào mà hàng này là hàng của Đức ha. Chất liệu inox dày hơn, nói chung là cán gỗ. Nói chung hàng này là chiên về bào nha. Chiên về bào, chiên về bào để gọt rồi gõ cái củ quả ha các bác ha. Nó chỉ có một đầu ha, chiên về bào luôn. Hàng của Đức ha, gọt rất là sướng luôn, rất là bén cho em luôn nha. Ở súp 304 hàng của Đức có logo của in hình Bắc Kinh Germany cho em luôn nha. Đó, thì cái loại này thì em để cho các bác mình giá là 85.000 nha. 85.000 ha. Dạ rồi, tiếp em lên cho các bác mình đây là con loại dao để mình chặt ha, qua để mình gọt rau củ quả trái cây bằng tỉa này kia. Đó, tỉa trái cây rau củ quả này kia cũng rất là ok ha các bạn ha. Đó, chất liệu nó là bằng thép, nói chung là rất là bén luôn. À, không gỉ cho em luôn, hàng cũng Made in Japan cho em luôn ha. Có các chữ Made in Japan cho em luôn nha. Đó, đúc cán gỗ nói chung là rất là, cái này là để mình gọt rau củ quả này kia rất là ok luôn ha. Thì cái loại này em để cho các bác mình giá là 100.000 ha. Các bác lên cho em là cái dao gọt rau củ quả 100.000 thì em biết ha. Rồi em lên tiếp theo đây là một cái một dĩ dao như vậy là 12 con dao gọt trái cây ha. Gọt rau củ quả thì một dĩ là 12 con. Thì em để cho các bác mình giá là 40.000. Đó, rồi tiếp em lên cho các bác mình cái một dĩ để mình tỉa rau củ quả ha. Đó, một dĩ như vậy là ba con dao. Đó, có dao cán nhọn, đầu nhọn nè, cong nè. Nói chung là cái này để chiên để cho mình tỉa qua quả rau củ quả này kia đó, tỉa hình tỉa này kia đó, dành cho các anh nghệ nhân mà mình nhà bếp á, mình tỉa những cái món ăn này kia cho nó trang trí cho nó đẹp á. Đó, thì một bộ dao tỉa như vậy em bao cho cả nhà mình bén, rất là bén cho em luôn ha. Đó, thì một bộ như vậy ba con như vậy em để cho các bác mình giá là 60.000 ha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng dao ha. Nãy em nói lên dòng dao mà em chưa lên ha, tại gần ở gần nào em chụp cái nấy em lên ha. Giờ em lên cho các bác cái dòng là cái loại dao để mình sử dụng trong gia đình nha. Thì đầu tiên em lên cho các bác mình một loại dao thái trước đi ha. Đó, thì em lên cho các bác đầu tiên cái loại dao thái nha, để mình thái thịt, thái nói chung là gọt rau củ quả hoặc là thái thịt này kia rất ok ha. Liền sẽ dao thái này hàng của Đức cho em nha. Đó, hàng của Đức nha, có logo hàng của Đức cho em ha, Made in Germany luôn ha. Đó, dao này rất là bén luôn, cho các bác mình gọt mình sắc thịt này kia đó, những lát mỏng này kia rất ok ha. Thì nó thép là nguyên khối cho em nha, thép nguyên khối ha, rút cán gỗ cho em nha. Rút cán gỗ ha, rất là bén nha em, cái dao này rất là bén luôn, em bao cho cái nhà mình bén luôn nha cả nhà ha. Thì dao hàng của Đức các bác biết rồi, thì Đức là cái lò điện thép là rất là ok nè các bác ha. Ở hàng của Đức thì các bác mình khỏi chơi rồi. Thì con dao thái của Đức này em để cho các bác mình với giá là 170.000 nha, 170.000 ha các bác ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại dòng dao thái hàng của Nhật ha. Đó, cái này là chuyên để thái luôn nè. Đó, để mình thái sắt, nói chung là các bác mình bán ở ngoài, bán quán ăn này kia đó, bán thịt bò này kia đó, mình cần sắt những lát mỏng đó để mình cuốn, rau củ vô mình nướng này kia đó. Đó, rất là ok luôn ha. Dao này chuyên để thái nha, dao sashimi ha. Đó, bên Nhật nó dùng cái này để nó thái sashimi đó các bác. Đó, dao thiết kế rất là gọn ha. Cái bản nó rất là mỏng nhưng mà nó rất là bén cho em nha, rất là bén nha. Hàng của Nhật thì các bác mình cũng biết rồi. Đây có Made in Japan cho em luôn ha các nhà ha. Đó, Made in Japan luôn ha. Nó khắc cho mình là khắc chạm ha, nó chạm nổi cho mình luôn nha, chứ không phải là in mực ha. Đó, Made in Japan cho em luôn nha. Rất là bén nha, em bao cho cái nhà mình bén luôn nha. Thì mấy clip trước em có test cho cả nhà mình rồi, thì cả nhà mình nói chung là em bao cho cả nhà mình bán rồi, thì cả nhà mình khỏi lo ha. Rồi thì có con dao thái sashimi này em để cho các bác mình với giá là 280 nha các bác ha, 280.000 cho cái dao thái sashimi nha. Rồi em sẽ lên cái dòng dao chặt cho các bác mình ha. Đó, dao thái thì em lên cho các bác mình hai mẫu đó rồi, em sẽ lên mẫu dao chặt ha. Thì đầu tiên em lên cho các bác mình cái mẫu dao chặt hàng của Japan ha, Made in Japan cho em luôn. Ở mẫu dao chặt Made in Japan này thì cái này nó là thép nguyên khối cho em luôn ha, rút cán gỗ cho em luôn. Ở hàng này là trọng lượng của nó là 600g nha, 600g ha, Made in Japan cho em luôn nha cả nhà. Nó rút cán gỗ luôn ha. Đó, thì con dao chặt này mình sử dụng để mình chặt xương nè, xương gà, xương vịt hoặc xương heo, xương bò này kia sử dụng trong gia đình ha. Đó, bao cho cả nhà mình chặt luôn. Đó, thì con dao chặt này
em để của Hương Nhật ha, 600g em để cho các bác mình giá là 180.000 ha, 180.000 nha. Đó thì các bác mình muốn mua loại dao mình để chiên để chặt nữa thì em sẽ lên cho các bác mình đó, cho các bác mình loại dao lớn hơn ha. Rồi em lên tiếp cho các bác là loại dao cũng hàng của Đức đi, đó dao chặt hàng của Đức ha, thì trọng lượng cái này nó chắc chắn nó nặng hơn. Đó, cái hàng này là hàng xịn sò hơn nha, hàng của Đức nha, thép nói chung là thép nó cũng là chất lượng ha. Đó, made in Germany cho em luôn, hàng này hàng của Đức cho em ha, cầm rất là nặng tay luôn. Nó dày ha, độ dày của thép nó rất là chắc chắn nha các bác. Đó, cái này là em bao cho các bác, nó xịn sò hơn con dao hồi nãy luôn nha. Đó, nó cũng thép nguyên khối ha, nó rút cán, thiết kế cái cán tay cầm nói chung là trợ lực cho mình luôn nha khi mình chặt ha các bác ha. Đó, trợ lực khi mình chặt ha, rất là đẹp luôn. Thì con dao mà chặt của Đức này em để cho các bác mình với giá là 290 nha các bác, 290 nha. Loại này là hàng của Đức, loại xịn cho em ha, loại chất lượng cho em luôn ha, 290 nha. Rồi tiếp theo các bác ơi, em cho các lên cho các bác mình cái loại dao chặt mà loại bự hơn ha, ở hàng của Nhật ha, để cho các bác mình sử dụng, mình sử dụng cho mình bán sạch thịt ngoài chợ đó, ở mình chặt xương bò xương heo này kia đó, hoặc nhà hàng quán ăn đó. Thì cái loại này là trọng lượng nó 1 kg cho em ha, trọng lượng của nó 1 kg cho em, thép nguyên khối rút cán gỗ cho em luôn ha. Thì cái loại hàng này hàng của Nhật nha, có made in Japan cho em luôn nha. Thì cái loại dao 1 kg này em để cho các bác mình với giá là 250.000 ha, 250.000 nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình các dòng kéo ha, kéo nhà bếp nha. Thì em có hai mẫu, hai màu, một màu vàng và một màu bạc, thì cũng bằng giá ha. Đó, hàng này hàng SK5, hàng của Nhật cho em luôn ha. Kéo cắt nhà bếp ha, kéo nhà bếp thì em để cho các bác mình với giá là 30.000 nha, 30.000 nha. Có made in Japan cho em luôn ha. Rồi các bác mình muốn mua cái loại kéo đa năng của sử dụng cũng kéo nhà bếp luôn ha. Mình có thể mình vừa cắt gà nè, vừa cắt hành ngò này kia, vừa có thể mình kẹp cua, kẹp càng cua hoặc là đánh dây cá này kia rất ok luôn ha. Đó thì đây là kéo cắt đa năng nha, kéo nhà bếp đa năng. Thì nó cắt nè, nó có thể là mình cắt gà ha, cắt xương gà, xương vịt này kia nè. Đó, mình có thể cắt hành ngò nè, đào này để mình đánh dây cá ha, đánh dây cá nè. Rồi cái này kẹp này mình để kẹp càng cua, đó kẹp càng cua, kẹp dẻ này kia. Đó, cái đồ nắp để khui ha, để khui bia, khui nắp hộp này kia cũng rất ok luôn ha. Hàng này là hàng của Nhật cho em nha. Thì cái kéo mà cắt nhà bếp đa năng này em để cho các bác mình giá là 75.000 ha các bác ha, 75.000 cho cái kéo cắt cái đa năng này nha. Rồi vậy rồi tiếp theo lên cho các bác mình, đây là cái cây để mình sủi mắt khóm ha. Đó, mình sủi mắt khóm hoặc mắt thơm nha. Đó, mình gọt mắt khóm mắt thơm này rất là tiện lợi luôn. Đó, mình gọt cái này là nói chung là mình thường nó những cô bác mà ghét nhất là mình gọt mắt thơm ha, gọt nhiều khi là mình không quen nó sẽ mất thịt này kia. Nói chung là mình khi mùa nuôi cái này về đó, mình không có biết cách gọt là mình cũng có thể mình gọt được ha. Nói chung là vừa tiết kiệm là nhanh nè, vừa tiết kiệm thịt, nói chung là không có bị hao nhiều hết cả nhà ha. Mình cứ để thì mình sẽ đẩy tới thôi ha, rất là nhẹ luôn nha. Đó, thiết kế cái này nói chung là rất là bén, rất là nhẹ luôn. Thì cây sủi mắt thơm mắt khóm này em để cho các bác mình giá là 15.000 nha, 15.000 một cây ha. Dạ rồi em sẽ lên nhanh các dòng dao sưu tầm phía trên đây ha. Rồi em sẽ qua tiếp, nếu mà còn sớm clip còn sớm em sẽ qua tiếp những sản phẩm tiếp theo cho các bác mình nha. Dạ thì các bác mình mua hàng các bác mình nhớ là mình điện thoại trên màn hình em có ghi ha. Mình tranh thủ mình điện để bên em chốt đơn cho cả nhà mình nhanh ha. Và đồng thời đừng quên cho em một like và một lượt đăng ký nha. Rồi đầu tiên em lên cho các bác mình cái dạng rìu ha. Đây là cái búa rìu, búa rìu hàng của Kabushi cho em nha. Đó, đầu một đầu nó một đầu đóng nè, một đầu để chẻ nè ha. Thì nó bên trong nó tích cho mình những cái cờ lơi ha, cờ lơi tích gọn nha. Đó, từ nhỏ đến lớn nè ha. Hàng này hàng của Kabushi nha, hàng của Nhật cho em ha. Nó có ghi chữ của Kabushi ha. Đó thì cái cán của nó là bằng sợi thủy tinh, nói chung là rất là chắc chắn, y chang như là cái anten mà xe Jeep hồi xưa đó cả nhà. Nó rất là chắc chắn luôn ha, cầm rất là nhẹ tay nhưng mà rất là chắc luôn nha. Đó, cầm rất là nhẹ tay mà rất là chắc luôn ha. Thì cái rìu Kabushi này em để cho các bác mình giá là 290.000 nha, 290.000 ha. Chiều dài của nó là 20 nè, 40 nha, 38 ha, chiều dài của nó là 38 nha. Đó, 38 chiều dài 38 ha các bác ha. Thì có trong bao da nha, bao da nó có cái được cọng dây để mình có thể mình treo mình máng thắt lưng cũng được ha, rất là tiện luôn nha các bác ha, để đi rừng này kia. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại rìu, rìu Canada ha, rìu này là rìu sưu tầm ha, rìu sưu tầm thiết kế cái mẫu như là những cái búa của mấy cái trong game ha các bác ha, rất là đẹp luôn. Đó, rìu Canada ha, chất liệu của nó bằng thép, nói chung là không gỉ không xét cho em luôn ha. Đó thì mẫu mã như vậy đây các bác, em cho các bác mình xem ha. Rồi thì cái rìu Canada này em để cho các bác sưu tầm, em để cho các bác mình với giá là 350 nha. Các bác lên cho em là cái rìu 350 đi, em sẽ biết em lấy cho các bác mình ha. Đó, rìu 350 nha. Rồi tiếp em lên cho các bác mình loại rìu sói ha. Ở rìu sói cũng là hàng rìu sưu tầm cho em mình luôn nha. Đó thì cái rìu này nó cắt cho mình á, nó in cho mình cái hình con sói nha, hình con sói nó in ẩn cho mình luôn ha, in ẩn hai mặt luôn ha.
đó, in ẩn hai mặt cho mình luôn, thép nói chung là không gỉ, thép nguyên khối luôn nha, đúc cán gỗ cho mình luôn, nó không gỉ không xét cho em luôn nha. Rồi thì cái rìu sói này, sưu tầm này, rìu sói này em để cho các bác mình giá là 250 nha, 250 ha. À, rồi em tiếp tục em sẽ qua cái mẫu dao sưu tầm ha, dao sưu tầm cho các bác mình nha. Thì nãy giờ clip em cũng làm cũng dài, em cũng tranh thủ làm cho nó nhanh ha, để qua nhiều sản phẩm khác cho các bác mình xem một clip một cho đầy đủ nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái loại dao sưu tầm, dao của Columbia ha, dao sưu tầm Columbia. Ở mẫu này nói chung là dao này rất là bén nha, rất là bén luôn. Dao này lúc mấy clip trước em có quay em có bị đứt tay lần rồi, nói chung là rất là bén luôn cả nhà. Giờ em cũng hơi sợ sợ đó. Đó, rất là bén luôn ha. Nó rút cán gỗ nhà thép nguyên khối nè, rút cán gỗ cho mình nha. Cán gỗ nó sơn BU rất là sáng, rất là đẹp luôn. Hàng này mình để mình đi rừng đi rẫy hoặc là đi sưu để sưu tầm mình trưng bày này kia rất là ok ha. Nó đi kèm cho mình cái bao da. Đó, bao da cỏ mà thể mình mà máng treo đeo thắt lưng này kia ha. Rồi dao sưu tầm hàng của Columbia này em để cho các bác mình giá là 290 nha, 290 ha. Thì đồng thời em lên tiếp cái mẫu dao sưu tầm của Columbia luôn, nhưng mà mẫu này nó sẽ mẫu khác ha. Mẫu này nó sẽ khác với nhau là ở cái cán tay cầm. Đó. Cũng là bén luôn nha cả nhà, bén rất là bén cho em luôn ha. Columbia cho em luôn ha nha. Rất là bén nha, mấy dao này cả nhà mình đừng có đùa giỡn ha, rất là bén nha, rất là bén cho em luôn ha. Nó thì cái này chỉ khác cái cán tay cầm thôi, nó là giả, là giả cẩm thạch ha. Đó, tay cầm nó là giả cẩm thạch cho em ha, nó như là gàn dâu vậy, nó giả cẩm thạch. Đó, thì cái loại dao sưu tầm cán giả cẩm thạch này em để cho các bác mình giá là 320 ha, 320 nha. Đó, một loại kia là 290, một loại này 320, nó chỉ khác nhau cái cán thôi. Đó, cái mẫu nói chung là y chang nhau ha. Đó, rất là nói chung cái cán cầm rất là sang hơn, nó đẹp hơn. Dạ rồi 320 nha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình cái dòng dao gấp gọn ha. Dao gấp gọn hàng này là hàng của Mỹ ha. Dao gấp gọn USA AK-47 nha. Đó, dao gấp gọn AK-47 hàng của Mỹ USA cho em ha. Đó, mẫu này em bán trái hàng hổm giờ cũng nhiều nha các bác ha. Đó. Thì nó dao gấp gọn nha, nó trọng, nó kích thước nó chưa bung dao ra là khoảng là 18 ha, 18 cm nha, chưa bung ra 18 cm ha. Thì cái chốt gài của nó đây, mình đẩy lên nha cả nhà ha. Rồi mình bấm cái nút nha. Nó bấm cái nút thì nó bật ra ha. Đó, khi không sử dụng mình bấm nút mình rút vô. Đó, thì chiều dài mà tổng thể của nó khi mà nó bung ra rồi á 20 nè. 30 ha cả nhà ha. Đó, 32 cm ha. Đó, chiều dài tổng thể của nó là 32 cm ha cả nhà ha. Đó, 32 cm nha. Chung là trên 32 ha cả nhà. Đó, rất là gọn luôn, hàng của USA 47 cho em ha. AK-47 USA ha. Rất là tiện lợi nha cả nhà. Đó, hàng này của sưu tầm cũng rất là ok cho mình cái bao da rất là đẹp ha. Dạ rồi thì cái dao AK-47 này em để cho các bác mình với giá là 180.000 nha. 180.000 cho cái dao AK-47 ha. Đó, nằm trong bao da, nói chung là có chút dài này kia rất an toàn ha, mình có thể máng thắt đeo thắt lưng này kia ở đây, mình có thể máng đeo thắt lưng nha. Rồi 180.000 cho AK-47 ha. Dạ rồi, tiếp em lên cho các bác mình cái loại dao gấp gọn hàng của USA luôn ha. Loại này loại nhỏ hơn, gọn hơn các bác ha. Ở màu loại màu xám đen nha, USA cho em luôn ha. Thì cái này nó cần gạt của nó không phải là nút ha, mình nó có gợi ở đây, mình chỉ cần giật ra vậy nó sẽ bung ra cái nhà ha, nó sẽ bung ra. Còn mình muốn gặp lại thì đây nó có một cái lưỡi gà nè, lưỡi gân cưa này ha, mình đè qua thì mình đè qua rồi mình gặp lại nha cái nhà ha. Đó, mình đè qua gặp lại nó USA ha. Có cái này là để kẹp để mình đeo thắt lưng nè. Đó, cái đầu này để mình khui, mình cắt spell dây spell ha, hoặc là mình khui bia này kia cũng rất là ok cho mình luôn nha. Nó thì con dao gấp dao gấp của USA loại mà loại này em để cho các bác mình giá là 130 ha. Thì các bác lên cho em là dao gấp gọn 130 thì em sẽ biết ha. Dao gấp gọn của USA 130 em sẽ biết ha. Màu đen xám ha, màu đen xám ha. 130.000 nha. Rồi, em lên cho các bác mình loại dao gấp gọn dao khỉ ha. Đó, dao khỉ ha. Loại này cũng của USA cho em luôn, loại này nhỏ gọn ha, loại dao khỉ ha. Đó, loại này gọn nha. Đó, này không tự động ha, mình tự động mình kéo ra gặp vô nha. Hàng của USA cho em luôn ha. Dạ rồi thì ra dao gấp gọn này em để cho các bác mình giá là 80.000, thì các bác lên cho em là dao 80.000 ha, dao gấp gọn 80.000, em sẽ lấy đúng chính xác cho các bác mình nha, 80.000 ha. Rồi em sẽ qua cho các bác mình những cái dòng tiếp theo ha, những sản phẩm tiếp theo nha. Dạ rồi, em lên cho các bác mình đây là cái đá mài dao hàng của Nhật cho em ha. Ở đá mài dao hai mặt nha, một mặt mịn và một mặt nhám ha, để một mặt để mình mài nào, mặt để mình liếc lại ha. Đó, hàng của Nhật cho em nha. Nó có khắc chữ nó in nó khắc luôn cho cái viên đá nha, made in Japan cho em luôn ha. Khắc vô made in Japan trên viên đá luôn nha. Đó, chữ Nhật đàng hoàng luôn ha cả nhà ha. Đó thì cái đá mài dao của Nhật này em để cho các bác mình với giá là 55.000 một viên ha, 55.000 một viên đá mài dao của Nhật nha cho em nha.
Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình ra đây. Đây là cái mài dao ba khe ha, hàng của Nhật ha, mài dao ba khe hàng của Nhật ha. Đó, này là dụng cụ mài dao ba khe ha, mình để trong nhà bếp này nhiều khi là con dao mình có lục á mình dùng mình rút ha. Đó ba khe ha, mình có thể mình mài kéo này kia cũng rất là ok nha. Đó, hàng của Nhật cho em luôn nha. Đó thì cái mài dao ba khe này em để cho các bác mình với giá là 30.000 nha. 30.000 cho mài dao ba khe này ha. Rồi tiếp theo em lên cho các bác mình dạ đây, đây là cái chuông báo chống trộm ha, chuông cửa chống trộm cho em. Thì cái này mình để mình dán vô những cái cửa nè, cửa sổ hoặc là cửa chính của mình đó cả nhà. Đó, khi mà mình đi đâu hoặc là mình ở nhà đó, mình đóng cửa lại mà mình chưa gài chốt này kia đó, khi mà có người mở cửa ra thì nó sẽ báo động, nó hú lên cho mình ha. Đó, đây thì nó hoạt động đi trang như một bên đó, thì cái nhà mình dán vô cửa nha, thì đi kèm nó cho mình cái miếng keo hai mặt nha. Giờ mình gỡ ra mình dán một bên, dán vô cửa và bên dán vô cái khuôn cửa ha. Đó thì khi mà mình bật công tắc lên đó, khi mà cái cửa mà nó mở ra cái nhà thì nó sẽ hú ha. Đó khi mở ra nó hú nha, nó khi mà mình gài đóng lại thì nó sẽ không hú ha. Mình phải bật cái công tắc bên đây lên thì mình mới sẽ hoạt động được nha cả nhà. Đó, khi mà mình giấc tối mình ngủ hoặc là khi mà ở nhà mình làm việc ở phía sau á, ít khi lần trước đó mình đóng cửa mình bật cái công tắc lên ha. Đó, khi mà nó rời xa nè, nó mở cửa là cho hú nha cả nhà, mở cửa cho hú ha. Đó, rồi thì cái chuông cửa này, cái chuông chống trộm này em để cho các bác mình với giá là 35.000 ha, 35.000 nha. Đó, mình không sử dụng thì mình tắt công tắc thôi, nó xài pin cúc áo cho mình ha. Rồi 35.000 cho cái chuông chống trộm này nha các bác ha. Dạ rồi, tiếp em lên cho các bác mình ở đây. Đây là cái đốc sạc ha, đốc sạc ba cổng USB cho em ha. Đó, 3.1 ampere nha, 3.1 ampere ha, để mình có thể mình sạc điện thoại, sạc một lần ba cái điện thoại nè. Đó, hoặc là sử dụng một lần ba cái thiết bị mình sử dụng cổng USB nha. Đó, thì em để cho các bác mình cái đốc sạc này, em để cho các bác mình với giá là 30.000 ha, 30.000 nha. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho các bác mình cái ổ cắm ha, ổ cắm điện nha. Thì em có cho các bác mình lên cho các bác mình cái loại ổ cắm điện của Thái ha. Đó, đây là hàng ổ cắm điện của Thái nha. Thì cái loại này nó có cho mình là 3 cổng USB và 6 ổ cắm phun phích ha. 6 ổ cắm nha. Có cái loại 3 chấu và 2 chấu đàng hoàng luôn ha. 6 lọt 2 4 6 nè, có công tắc tổng cho mình luôn ha. Đó, 3 cái cổng USB cho mình luôn để mình sạc dùng sạc điện thoại ha. Sạc sử dụng các thiết bị mà sử dụng cổng USB nha. Rồi thì cái ổ cắm Thái này em để cho các bác mình với giá là 45.000 ha. Nó ghi là 10A 250V nha. Đó, 45.000 ha các bác ha, cắm Thái nha. Rồi các bác mình muốn xài loại tốt hơn, loại hàng của công ty, loại xịn hơn. Đó thì đây là em lên cho các bác mình cái loại này là ổ cắm hàng của công ty cho em ha. Thì cái dây của nó là chuẩn dây đồng 100% luôn ha. Đó, dây đồng nguyên chất 100% luôn. Thì em lên cho các bác mình cái mẫu dây là dài 3m nha. Nó gồm cho mình là 2-4-6 phích cắm ha, có 2 chấu và 3 chấu đầy đủ luôn và 4 cái cổng USB có công tắc tổng cho mình luôn ha. Đó, hàng này là dây đồng 100% nguyên chất cho em luôn ha. Đó thì cái loại mà 2 chấu, loại mà 3m, dây 3m này em để cho các bác mình với giá là 100. Dạ rồi thì cái ổ cắm dây 3m em để cho các bác là giá là 120 ha, 120.000 nha, dây đồng nguyên chất luôn ha. Rồi nếu mà các bác mình ở gia đình mình có nhiều người sử dụng đó, và nhiều thiết bị điện đó thì mình mua cái ổ cắm bự hơn thì nó gồm cho mình là 10 cái chấu cắm ha, 10 cái ổ cắm phích cắm cho mình luôn ha. Thì cái này nó loại nó bự hơn và cũng kèm cho mình là 4 cái cổng USB. Hàng cũng này là có hàng của công ty luôn ha. Dây đồng nguyên chất 100% cho em luôn. Thì cái chiều dài của dây của nó là 5m cho em nha. Đó, 10 phích cắm ha. Thì em để cho các bác mình với giá là 150 nha, 150.000 ha. Đó, nếu mà các bác mình sử dụng, gia đình mình sử dụng nhiều quá thì mình mua cái loại này. Đó, 150.000 ha. Đó, 4 cổng USB cho mình tha hồ mình sử dụng luôn và 10 phích cắm ha. Dây đồng nguyên chất cho em, giá 150.000 nha. Dạ thì video em làm tới đây cũng đã dài ha cả nhà ha. Em xin phép tạm dừng video tại đây. Em hẹn cả nhà mình ở clip sau tiếp theo để em lên các sản phẩm tiếp theo cho cả nhà mình nha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của em và cả nhà mình cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh khi đi ngang qua shop của em ha cả nhà ha. Dạ em xin tạm biệt và em xin chào cả nhà. Clip sau em sẽ lên đầy đủ sản phẩm tiếp cho cả nhà mình nha. Em hẹn cả nhà mình lại clip sau ạ.